3 cái update mới của Facebook mà có thể bạn chưa biết. Cái update thứ nhất đó là bây giờ khi chúng ta chạy quảng cáo thước phim và chúng ta chạy tin nhắn thì nó đã có thêm một cái lựa chọn nữa, đó là lựa chọn chat tự động. Và với cái lựa chọn chat tự động này thì chúng ta có thể tạo ra được những cái mẫu tin nhắn gửi tự động cho khách hàng giống như là chatbot, chỉ cần chúng ta thiết lập sẵn và sau đó chúng ta hoàn toàn có thể là tự động lấy được email cũng như số điện thoại của khách hàng. Thì làm cách này chúng ta có thể thu về được rất nhiều data khách hàng để chăm sóc qua Zalo hoặc email marketing. Nhưng mà để có thể tạo ra được cái mẫu chat tự động như vậy thì cái điều kiện bắt buộc là các bạn cần phải có một cái trang chính sách và quyền riêng tư. Thì cái trang chính sách và quyền riêng tư này thì các bạn có thể sử dụng WordPress hoặc là các bạn có thể sử dụng LadyPage để các bạn làm một cái trang tương tự như thế này. Cái update thứ hai đó là một số con via không cần phải xác minh danh tính hoặc kháng 902 nhưng mà cũng có thể là kháng nghị được cái tài khoản quảng cáo, miễn nó là con via gốc và trước đây nó đã từng xác minh danh tính hoặc là từng kháng 902 rồi thì bây giờ hiện tại nó mất tích xanh rồi, chúng ta vẫn có thể kháng được nhé. Thì đây là một cái ví dụ hôm nay mình đã kháng đây. Kháng 14 tháng 2 thì hôm nay là về luôn nhé các bạn nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái tích xanh ở đây. Đây là cái con via mình dùng để kháng này, là con via gốc nhé và không hề có tích xanh. Con via này thì đã lâu lắm rồi, không có bị hạn chế và mình cũng không kháng nghị xác minh danh tính hay là 902 gì cả. Tiếp theo nữa đó là bây giờ kháng 902 rất là dễ và về rất là nhanh nhé. Xác minh danh tính cũng rất là dễ, kết quả về rất là dễ dàng và sử dụng cái quy trình cũ. Tất cả cái quy trình mà ví dụ các bạn đã theo dõi mình cách đây từ 1-2 năm thì vẫn dùng cái quy trình y hệt như vậy, bây giờ kháng rất là dễ. Thì cái này là hôm nay là đào tạo một bạn học viên bên mình và vào lúc chiều, lúc 4 giờ chiều thì bây giờ là khoảng tầm 5-6 giờ chiều là nó đã về rồi. Cái update cuối cùng cũng là cái update vô cùng quan trọng, đó là cái chiến lược giá thầu. Thì hiện tại Facebook đã update thêm một cái chiến lược giá thầu hoàn toàn mới, đó là mục tiêu chi phí trên mỗi kết quả. Trước đây chúng ta chỉ có hai cái chiến lược giá thầu thôi, đó là mức cao nhất ở đây, có nghĩa là Facebook sẽ tự động đấu thầu, và thứ hai đó là giới hạn giá thầu hay gọi là bid giá thầu đó. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta đã có thêm cái lựa chọn là mục tiêu chi phí trên mỗi kết quả. Bên mình đã test thử cái mục tiêu chi phí trên mỗi kết quả này rồi và cái giá mét nó cũng khá là rẻ nhé, các bạn có thể thử. Thế thì cái mà phân tích chi tiết ba cái này nó khác nhau như thế nào thì mình sẽ lên một cái video ở trên YouTube. Bạn nào mà muốn hiểu sâu hơn về những cái này thì các bạn hãy đón chờ video ở trên YouTube, thì các bạn có thể theo dõi cái kênh YouTube của mình ở thông tin trên đầu kênh nhé.